Linh Rinh bị đồn mang bầu. Linh Rinh có dấu hiệu tăng cân, thường xuyên mặc trang phục rộng che vòng hai nên bị đồn mang bầu con đầu lòng. Hôm 23 tháng 10, Linh Rinh khoe bức ảnh chụp cùng Huyền Baby. Người đẹp trông đầy đặn, gương mặt tròn trịa nên khán giả đoán cô có tin vui. Tuy nhiên, Linh Rinh cho biết cô không muốn phản hồi về vấn đề này. Hình ảnh tôi đăng tải để cập nhật cuộc sống hiện tại, không có nội dung cụ thể, cô nói. Trên mạng xã hội, người đẹp tích cực tương tác khi người thân, bạn bè bình luận khen, bầu xinh hay nhắn nhủ giữ sức khỏe. Đây cũng không phải lần đầu cô xuất hiện cùng những trang phục rộng. Che vòng hai khéo léo sau đám cưới hồi tháng 3 tại Manila, Philippines. Trước đó, Linh Rinh, Philip Nguyễn dự kiến làm đám cưới ở Việt Nam vào cuối năm nay nhưng sau đó quyết định hoãn. Thời gian này, Linh Rinh thỉnh thoảng chia sẻ một số hình ảnh làm việc hoặc du lịch cùng ông xã. Đến tháng 6 vừa qua, cô lần đầu khoe ảnh mặc đầm Barbie doll cùng dép bệch, làm rộ thông tin có bầu. Linh Rinh được khen ngày càng đẹp nhờ hôn nhân viên mãn. Sau đám cưới, cô ít xuất hiện tại các sự kiện mà tập trung tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Người đẹp cũng khoe được chồng chiều chuộng, nhiệt tình đưa đón và lên tay khi chụp ảnh vợ. Giai đoạn này, cô hạn chế di chuyển, thỉnh thoảng đi hóng gió gần nhà dù rất nhớ Hà Nội. Linh Rinh tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, The Look Việt Nam 2017, đóng phim Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ online, Lời nói dối ngọt ngào. Khi hẹn hò Philip Nguyễn, cô chuyển hướng hỗ trợ người yêu các công việc kinh doanh. Hiện cô đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công ty của gia đình chồng. Philip Nguyễn sinh năm 1985, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh từng tổ chức nhiều sự kiện như đường đua sắc màu, Color Me Room, đưa The Tansimut về biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh. Linh Rinh, Philip Nguyễn trải qua 4 năm tìm hiểu, đến hôn năm 2022. Họ từng lên kế hoạch cưới tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa thực hiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.